Hello, xin chào mọi người. Đây là thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay sẽ là một clip đặc biệt của mình. Hôm nay thì mình sẽ thăm nhà một... lại nhá. Không phải thăm nhà một dân đua xe. Đây là dân gì? Qua thăm nhà của một YouTuber hàng đầu tại Việt Nam. Bạn ấy là Thiêu Nhất Nguyên các bạn nhá. Và bây giờ chúng mình sẽ lên đường. Cùng chờ đón hành trình của mình nhá. Ok. Let's go. Trước khi qua nhà Nguyên thì hôm nay Nguyên rủ qua Liên Hoan các bạn, nên là chúng mình sẽ mua một chút đồ nhắm nhá. Để sang đấy góp đồ nhậu luôn các bạn ơi. Chắc là mua thịt bò thì biết gì đấy đi. Mọi người đợi mình tí nhá. Đây rồi, thịt bò đây. Như vậy là mình đã mua được thịt gà và thịt bò các bạn nhé. Ok. Thịt gà và thịt góp gạo thổi cơm chung qua Liên Hoan. Chủ nhà đã mua xong đá rồi. Nguyên cao nhở? Cao thật. Hơn chứ, phải 1m74, 75. Mọi người ơi, vừa mới lên trên lầu thì mưa ở ngoài luôn. Thật sự rất là may mắn. Đây. Có cả Flaho luôn. Ôi, nhà rộng quá. Mình mới mở đâu. Nhà giàu thế. Đại ra rich kid. Nhà thuê. Không cần biết thuê không nhưng mà rich kid. Đây các bạn ơi. Nhà chả gì ngoài nút. Hôm nay mới đi lấy cái nút vàng sang đây thì nhìn choáng luôn. Một nút vàng kèm 2 cái nút bạc. Thế sao không mang sang cái nút sang đây? Nó bướng, nó to đấy, em để chạy về em cất luôn. À, cái hải sản này anh để đâu nhỉ? Đây là thịt bò ông ơi, hải sản đâu, hải sản. Cái gì? Thịt bò, hải sản. Trời ơi, chưa làm. Tao mua là người ta làm trắng hết rồi. Không, cái này yeah. Mình ăn lẩu đúng không? Ăn lẩu thì... Không ăn lẩu hả? Ốc. Vay chưa? Lúc đầu bảo có nhà ăn lẩu. Rõ ràng lúc đầu bảo có nhà ăn lẩu. Xong rồi anh nghĩ là muốn ăn lẩu thì có cái gì trần lên gì đấy. Đang suy nghĩ lúc đầu thế. Cái này là chỉ có nướng thôi. Thế à? Ừ, em có lẩu nướng mới kìa. Ok. Ở đây có một cái loa rất đẹp luôn để kết nối nhạc. Bắt nhạc thử đi, loa này siêu lắm đó. Loa siêu lắm à? Loa siêu to khổng lồ à? Đề nghị Flaho kết nối Bluetooth nghe tí music. Ít nhạc. Đây, mấy em bơm mấy nhạc được. Đây, như vậy là chúng ta sẽ để Tuấn. Đây mấy bài chiêu chiêu của anh ấy. Kim Phúc. Anh làm gì có nhạc. Anh à, đấy là anh nói mồm đấy thôi. Anh toàn nghe nhạc xỉu nhi thôi. Thôi. Ủa sao nó chưa lên à? Bluetooth à? Nó tên này là JBL này. Cái cây máy tính này có vẻ rất là xịn sò này. Máy tính 10 mấy triệu rồi. 10 mấy triệu. Cái cây này bao nhiêu tiền em? Em không nhớ nữa nhưng mà nó dưới 30 triệu. Cái máy này nè. Nói chung là trên 29 triệu và dưới 30 triệu. Nói chung là em không cần cái máy xịn gì hết tại vì em không chơi game. Nhưng mà con này em dựng luôn đi. Em dựng phim luôn đi. Em dựng bằng con này luôn. Đôi khi mà con này bây giờ nó không có dây kết nối mạng, em xài con này. Mọi người hỏi sao lại không thấy Nguyên làm clip, tại sao? Em đang đi học à? Đang đi học, học gì? Đi học quay phim. Học quay phim các bạn. Kỹ xảo. Đi sau vô. Sắp tới là không phải là Thiêu Nhất Nguyên nó quay phim Adventure. Tại căn bản là không thể nào mà mình cứ quay vlog đến hết cuộc đời nữa đúng không? Mình phải có một cái nghề gì đó. Biết đầu tư. Nâng tầm đúng không? Nâng tầm. Ok, đây còn rất là nhiều Strongbow nữa này. Rất là có tâm luôn. Uống này cho nó nhẹ nhàng các bạn, uống bia mệt lắm. Ui, 2 bịch luôn. Cái này nó nặng hơn đó trời. Thế à? Tùy người á. Anh thì anh thấy uống bia mệt hơn. Anh Phúc đang rất chịu khó khám phá nhà của Nguyên. Hai anh em mình đi tìm hiểu ở phòng ngủ. Định phá nhà à? Nhưng mà thật ra là anh nghĩ là bình thường thì Nguyên sẽ rất là bừa bộn, nhưng mà hôm nay biết trước anh em qua nên có vẻ đã sắp xếp rất là sạch sẽ rồi. Em có bừa bộn luôn nha, em không có nhiêu đồ hết trơn á. Thật không? Trừ cái đãi nhiều người thì nó mới bừa bộn. Đây là bếp nhà Nguyên các bạn, và lúc này chúng ta có một siêu bếp ẩm thực. Đang chế biến món này món gì nhỉ? Món gà chiên mắm, nhưng mà ở dưới này có hiệu thuốc không em? Không bỏ hành đúng không? Không có bỏ hành. Đấy các bạn, chúng mình đang đợi thêm đồ nhắm để có thể ngồi Liên Hoan nhé. Còn một bạn nữa là bạn Thiên An cũng đang qua, thì vừa mới inbox và đang trên đường qua các bạn nhá. Bây giờ sẽ là chương trình dự đoán tuổi của Flaho. Đau buồn. Theo bạn thì Flaho bao nhiêu tuổi? Theo em dự đoán số tuổi. Ảnh là tại vì cũng từ 27 tới 30 tuổi rồi. Không, bây giờ đưa ra một con số chính xác. Đúng rồi. Bây giờ em phải đưa một con số chính xác. Nếu mà đoán đúng là có thưởng. Gì em không? Đấy, anh để mặt mộc là không phải ép luôn này. Nào, chúng ta sẽ cùng xem. Hãy chọn tuổi đúng. Nếu mà anh không biết em trước là anh phải đoán tầm 20. Em 20 à? Tầm đấy. Ủa nhìn mình trẻ con nhiều nhìn già vậy. Ok nào. Đi tầm con số đi. Nói vậy thì chắc anh tầm 26 tuổi thôi. 26 tuổi hả? Chồng chơi không vẫn trẻ đúng không? Ừ. Nào bây giờ công bố số tuổi của mình nào. Công bố đi. Anh á. Anh 30 tuổi. Điều ấy. Điều ấy. Nhưng mà trông anh già bằng anh Phúc đúng không? Trông già bằng anh Phúc không? Hay là tìm nhìn anh trẻ hơn? Dạ hơn. Già hơn anh Phúc á? Dạ hơn. Anh Phúc nghe sướng. Anh Phúc nghe sướng. Không phải tại vì em không đội mũ ấy. Đúng rồi, đội mũ em trẻ. Nên đội mũ em trẻ. Đúng rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ cùng đến với phần. Chị này chính xác là anh bao nhiêu tuổi? Chính xác là sinh năm 1992 là 27 tuổi. Ông anh Phúc mà không bán 27 tuổi, tuổi em cũng nghĩ anh phải tầm. Ôi vậy là em nói đúng mà. Tầm 91. Không, lúc mà anh đợi mẫu như thế này nè. Nhìn anh cứ như là 23 24 này. Đúng rồi anh trẻ. Bây giờ 23 24 này. Bây giờ 23 24 luôn. Anh nhào lộn như thế thì nghĩ anh trẻ lắm. Đúng rồi. Không phải, tại vì thường trẻ kiểu trâu thì mới nhào lộn đúng không? Lên 23 tuổi. Vì sao này mình lớn lên cái đĩa trâu lên. Đúng không? Làm phong cách đĩa trâu lên. Như vậy là đội mũ thì trẻ, bỏ mũ ra thì già. Xong chắc tại cái mái tóc của anh quyết định cái số. Đúng rồi. Em bây giờ phải qua 30, tuần qua 30 size làm tóc nào cho nó trẻ trẻ thì giống. À, tóc này giống tóc bác Hoàng Sơ rồi. Đây là tóc của bác Hoàng Sơ đúng không? Cắt vào đây luôn, đây bác Hoàng Sơ các bạn. Đau lòng. Tiếp theo là một món ăn rất là cổ truyền của chúng ta. Món ăn này là món ăn món gì em nhỉ? Thịt bò Chile. Lâu thịt bò ba chỉ nướng. Ok, đừng quên than Việt Nam các bạn nhé. Thịt bò Mỹ nhưng mà than Việt Nam. Đúng rồi. Đây chúng mình đã bày hết đồ ăn rồi, chuẩn bị nhậu thôi. Mọi người ơi, như vậy là Thiên An đến rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ xuống đón chị Thiên An các bạn nhé. Ok. Mọi người ở trong kia vẫn đang tiếp tục nấu ăn. Rất là nhiều món ngon, các bạn cùng chờ với. Đây, như vậy là đón được chị Thiên An rồi. Nắm mọi người ơi, nó xa. Nó nói là bị ngu đường mà. Tìm mãi mới thấy đường đúng không? Coi như là lúc mà em ấy kêu là bây giờ em chơi ok, với Hận rất ok. Tới lúc mà em mới nhắn cái địa chỉ Gò Vấp. Sợ luôn. Gò Vấp cũng không sao, cũng chắc tầm nửa tiếng. À, giờ chúng ta 1 tiếng rưỡi nhé mọi người nhé. Tắc đường à, 1 tiếng rưỡi luôn. Em đi từ quận 1 xuống cũng 1 tiếng đồng hồ luôn, tại tắc đường. Siêu xa luôn. Vừa xong cái thang máy này mình bấm im lặng, không biết đường nào lên. Ủa này cũng màu xanh đúng không? Em này xài là màu xanh đúng không? Đúng rồi. Cùng màu luôn này các bạn ơi. Đấy. Cùng màu nhưng mà người ta khác đi. Đi vào đi. Okay. Đi vào đi. Không mở cửa không biết phòng nào. Đi lố luôn. Vô đi. Come on. Anh bị lạc tầng. Hẹn chi nãy thì lâu. Anh cứ xuống tầng 1 xong rồi đi ra từ tầng 1 xong đi bộ mấy vòng cũng thế đâu, xong rồi hóa xuống tầng hầm. Bản hit này bây giờ là 101 triệu view. Đóng vào nó bay vào khỏi nhà. Tôi bỏ ra. Hồi trước cũng thích cổ trang lắm á. Nhưng mà sau này này sao? Parody hơn. Để parody vui hơn. Đúng rồi. Đây là người ở trong. Các bạn thấy ở ngoài đời và trong clip thì ai xinh hơn? Chứ mình là mình không nhận ra luôn đấy. Ngoài đời xinh hơn rồi. Ngoài đời không có được make up nhiều như là trên. Nhưng mà đời dễ thương hơn, cute hơn. Ở ngoài đời thì không có được như trên clip luôn. Clip tìm có trang điểm các thứ nhưng mà không sao, ở ngoài nhìn như này là xinh rồi. Cute phô mai que rồi. Như vậy là chúng ta đã có thêm đồ ăn. Đây là bạn Hoàng và tiếp tế đồ ăn cho chúng ta. Wow. Ô cẩn thận cái nước em ơi. Cẩn thận cái nước kìa. Bét nhẹ các bạn ơi. Mình gúp mấy cái này bớt đi. quá nhiều món ăn các bạn ơi. Cứ tưởng là chúng ta đã say nhưng mà chúng ta lại tiếp tục còn thêm món ăn nữa.